Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay bên vườn nhà em tiến hành ghép mai ha. Mình sẵn đây quay chia sẻ với cả nhà mình luôn ha. Để chia sẻ cả nhà mình xem vui ha. Thì những cái cây mai mà lớn lớn nha cả nhà, để cho nó có chột vậy hả ghép nha. Mình đừng có ghép ghép đống vậy chứ nó không có ngon không. Thì lúc nào cũng vậy ha. Để có rễ cám rồi nó ăn đồ này nọ mình ghép vô đủ sức. Thì mỗi người ý thôi, có nhiều khi có mấy anh em thì đem về nó lú lú một thì ghép liền thì cũng được thôi, chứ nhưng mà cái đó phải chờ nó một thời gian, nếu như cây mạnh thì nó gướng lên nó hồi phục mau ha, còn không thì nó hơi lâu chút xíu. Này mình chưa nó có chột sẵn vậy mau. Nếu như những cây ghép chột như nè, cả nhà mình cắt thì cắt cái ý mình muốn ghép đâu mình cắt dư lên khúc nha. Đặng ví dụ như này muốn ghép ở đây cắt dư lên khúc để thôi, nhiều khi nó dễ bị tách bo, để gì mình cái tụm bịch vô nó ít có bị cái vấn đề mà nó tách bo đồ này họ ha. Khi bị gió nó quẹt cái bọc cái nó tách xuống chừa dương khúc vậy nè. Chứ như ở đây mình ghép ở đây, ghép xích dưới này chứ không có ghép trên này ha. Thì đây là cũng là một trong những cây em rất là thích trong vườn ha, nên để cho nó có tự cái mình ghép. Thì lúc nào vậy mình ghép mà tách được cái vỏ thì nó ngon hơn là mình ghép lấy lưỡi lam hoặc là dao mình sắn vô xương ha, tách vỏ gì chứ nó nhựa đồ nó nằm ở ngoài vỏ nhiều. Thì tên căn bản thì một cái mặt cắt như vậy nè. Thì sau này chúng ta lấy nó đủ nó chỉ là ba cái tược thôi, nhưng mà này mình lấy từ hao nha cả nhà. Thì thông thường mình lấy một cành gớt xuống nè ha, một cành ngọn với một cành phong, nhưng mà này mình lấy từ hao thì lấy đại đi, rồi tới nó có dư nào thì cắt bỏ hoặc lại cho kéo mặt cắt cũng được. Hoặc là nếu như mà chúng ta làm hàng mà hàng tàn hàng bông thì mình khỏi cắt, để luôn năm tược cũng được ha. Đúng ba tược thì nhìn cây nó thẩm mỹ hơn, nó không có bị rối nha coi nè ha. Thì mình muốn cái cạnh chỗ nào mình cắt một mắt lá thôi nha, một cái mắt lá với một mầm là nó quay ra bên đó. Sau này mình khỏi mất công mình vô dây mình phải ngoái ngược trở lại nữa ha, nên cả nhà mình để ý mình muốn cái cạnh quay chỗ nào mình cắt cái bo mà nó có cái mầm luôn, cái mầm cái tược là nó quay ra ngay chỗ này, rồi mình vô dây là việc vô dây cố định ra thôi. Cả nhà mình để ý lưu ý cái phần này nha, phần này coi vậy chứ nó rất là quan trọng á. Cứ là mình muốn cái nhánh chỗ nào thì mình cho nó quay ra chỗ đó. Lựa cái bo có hột gạo á, hoặc là cái bo có nhánh tẻ như vậy nè, chỉ cần một mắt lá một vài mắt lá được thì chứ không cần lấy bo dài quá cây chứ không ngon nữa nha. Nhiều thấy mấy anh em ở chỗ khác ghép cái bo quá chừng cái bo dài cả gan vậy, thì nó dính thì dính đó, nhưng mà nằm nó lâu phát dữ lắm. Còn này mình ghép dính vô cái đọt nó đi lên dài chừng 4 tấc vậy cả nhà, mà đi liên tục nha. Còn cái bo mình ghép bo dài thì nó vậy chứ nó đi chậm lắm, nó dính rồi chắc chừng nửa năm sau mới đi, hoặc là nó đi một lần cũng hai ba lá vậy nè. Còn những cái cây mà mình ghép bo như thế này nó ra một lần là 4 tấc 5 tấc. Đó, cả nhà mình mổ ha, được để cái chọc nó bự vậy thì mình mổ da thì ngon, còn chọc nhỏ nữa thì mình mổ không được thì mình phải sắn lấy cái dao thiệt là bén á, sắn xuống ha thì nó ngon hơn. Cây này thì em nuôi đủ sức cả nhà coi nè, tược nè, tược như đây là cắt bỏ liên tục rồi chứ không phải nó có nhiêu đây không nha, tiếng này gông liên tục luôn. Nên giờ nhìn cái màu của cái da của cái cây á, nó bước lắm, ghép cây màu phát dữ lắm, màu bảo đảm cả nhà mình để mai mốt mà cái cây nó dính rồi em quay cho cả nhà xem. Cây này mà muốn gớt thì chắc cũng chuyện khó. Cái đầu thì mình ghép bo đứng cũng được cả nhà, ghép một cây lựa cái bo thiệt ngon ghép bo đứng lên khỏi cần cái lưỡi gà ra như thế này. Cái
cây này về cả nhà mình thấy em chừa tược nè, chừa tược rất là nhiều luôn, để chi cho nó kéo nhựa đều thân á, không có dám tỉa hết luôn á, kinh. Chúng cái cây mà có cục thì nhiều, nhưng mà cây này nhìn nó sao cũng có hồn sao cả nhà. Này lên chỉ còn chờ cái độ già nữa là ok. Và sau khi ghép xong thì mình dùng những cái bọc mình tùm lại như thế này ha. Thì cái này thì chắc anh em nào cũng biết. Hoặc là nếu như chúng ta không ghép tùm bọc như thế này thì nó có một cái loại băng keo non. Mình ghép xong mình lấy keo đó mình quấn luôn. Mình quấn phủ qua cái bo luôn. Thì khi nào mà cái bo nó đủ sức nó mọc thì tự động nó lú ra. Cái đó thì nó tiện lợi cái là nó không có cái quá trình mà mình khi mình dở bọc ra nó bị héo cái đọt non. Tại vì nó tự động nó phát triển thì nó không có vụ héo. Ha, thì nó cũng rất là tiện ha, nhưng mà nó có một cái là nhược điểm là nó ghép nó hơi lâu, rồi vậy chính hơi lâu hơn này lắm này thân. Nếu như mà mấy anh em ghép những cây mà cây hàng chợ làm thao tác rất là nhanh, thì đối với những cây mà nó hơi cứng tiện chút đó nha, thì mỗi một cái cành vậy nè, chúng ta nên là buộc một cái túi nhỏ ha, buộc cái bọc nhỏ chứ đừng có buộc cái bọc nó lớn quá, tại vì nó không có đều. Như khi cái bo này lên trước, cái bo kia lên sau, thì khi chúng ta tụm một bọc lớn vậy thì lúc mà cái nhánh mà nó đi trước á, nhiều khi nó ra dài quá là nó đội vô cái bọc là nó bị cháy đen cái đọt luôn đó nha. Nên lưu ý mình ghép thì mình tụm mỗi một cái một cái túi nhỏ thôi, bọc nhỏ thôi. Từ khi cái nào nó khó tụm quá thì mình tụm như thế này ha, khó tụm thì tụm như thế này, còn cái nào gì nó dễ mình buộc được thì mình tùm cái bọc nhỏ, cho cái bo nào lên trước thì mình gỡ trước ha. Và đây là những cái cây mai đã được ghép xong ha cả nhà. Có một số cây là ghép chột ha, như những cây này ghép thân, ghép đóng đầu cành á. Cái cây này thì không cần phải lên tược như những cái cây kia, mình mới ghép vô cái tược đóng vô cành luôn. Tại vì cả nhà biết sao, cây này cây nằm bồn thì rễ cám nó có sẵn ha, nên mình cứ đóng vô đại, yêu cầu nứt nanh là mình đóng được. Còn những cây mình bứng tội lỗi dưới đất lên luôn á, như những cây này thì mình đâu đóng ghép vô cái chậu thì nó ngon hơn ha cả nhà. Thì một số lưu ý chỗ mấy anh em mình mới chơi á, thì lúc này là mùa mưa ha, cũng mới mưa xong nè, anh em thấy không? Thì lúc này là đang mùa mưa, thì khi chúng ta ghép á, chúng ta để nên để ở trong nhà, nhưng mà cả nhà mình lưu ý là ở trong mà chỗ nào mà nó mát nha, nhưng mà phải có nắng sáng. Và nếu như mà được như cái mái nhà như em vậy là nó rất ok, sáng mình nắng gọi qua từng 8-9 giờ nó hết, là cây mai ghép sẽ rất là ok ha. Nó sẽ tạo tôm mồ hôi lên nè, là cây mai mình ghép nó tôm hơi nước lên nhẹ thì nó rất là ngon ha. Còn mà khi mà nó ở ngoài mưa thì mưa hoài thì cái tháng này thì mùa mưa liên tục, nên cái rễ nó sẽ hút nước lên, nó hút nhiều quá, mưa nhiều thì nó hút vô lên, mà nó không có cái tược ha nha, nó không có cái tược để nó sử dụng cái nguồn nước đó, thì nó sẽ động trong cái bọc như nè. Cả nhà ví dụ một thời gian sau nếu như mà để ngoài mưa nó sẽ động một bọc vậy nè, thì mình không có kiểm soát hết được thì nó dễ bị gớt lắm, nó thúi cái bò. Thêm cái nữa, nước nhiều thì cái cây mình nó lúc đó nó không có sử dụng nước nhiều. Còn nước nhiều quá thì trong quá trình mà mình chờ nó lên tược nó sẽ dễ bị cái thối bộ rễ lắm, nên mình để trong nơi nào mà phải có mái hiên che này thì ok nhất. Thông thường ghép bình thường thì mình để trong cái lưới thái là được rồi, nhưng mà khi mùa mưa này thì mình ghép, nhưng mà cả nhà cũng không có nên để trực tiếp trong nhà quá ha, ở ngoài hiên vậy nè, cho có nắng nó gọi vô thì cái cây mình nó sẽ ngon hơn ha. Thì sau tầm khoảng 10 tới 15 ngày thì cái chu kỳ của nó thì thông thường thì
cái quá trình nó lên đó thì thông thường nó khoảng 10 tới 15 ngày thôi, nhưng mà tùy theo, có những cây nó tầm những cái đầu bo mà nó đã hé hé ra rồi thì chúng ta đóng vô khoảng tuần lễ nó lên rồi. Còn những cái bo mà cái mầm ngủ á, cả nhà mình thấy cái mầm nó ngủ nó chưa, nó mới có non non thì cả nhà mình đóng vô, nó phải chờ cái quá trình cái mầm nó già lại rồi nó sẽ lú lên ha. Do đó thì cũng tùy theo. Vậy nên đó, cả nhà mình thấy em mỗi một nhánh là em buộc cái bịch nhỏ, là thay vì mình mua cái bịch lớn mình tùm lên cho nó đỡ công. Nhưng mà khi mỗi một cái bo nó lại có cái quá trình nó lên khác nhau, nên chúng ta phải làm qua cái bọc riêng ha, thì nó sẽ ngon hơn. Nãy trời mưa rồi lu bu, em không có quay cho cả nhà mình xem cái cách thức ghép mà bên trong không có cành như thế nào ha. Thì chúng ta cũng mổ cái da của mình tách ra y như bình thường thôi, y như mình ghép đóng đầu cành thôi, nhưng mà nó cái quá trình nó hơi khó hơn chút xíu. Rồi mình ghép xong thì sẽ cái bọc ni lông á, mình gọc cái đít nó, mình trùm vô ha, mình trùm vô như thế này thì nó sẽ có nhận được những cái tược nằm ở giữa thân thế nha, đối với những cây như thế này. Thì những cái cây này khi tháo bọc thì em sẽ quay cho cả nhà mình xem. Những cây này thì bảo đảm cả nhà mình 99% là nó dính hết, tại vì những cây này em nuôi chột thôi, nuôi chột ok hết, nó cứng cáp dữ lắm rồi mới ghép. Còn hai cây tàn này thì nó là cái cây nằm bồn rồi, cái cáp nó có sẵn rồi nên cũng không có đến nổi ha. Thì sau khi mà dỡ bọc xong thì em đem ra dời xích ra ngoài này cho nó hé hé nắng, nhử từ từ cả nhà, đem ra trực tiếp nó sẽ bị cháy cái đọt non ha, cháy đọt non. Thì từ từ nó mạnh khỏe thì mình sẽ đem ra ngoài này hết. Thì thôi, hôm nay em có ghép mấy cây chia sẻ với cả nhà mình xem vui chơi ha. Thì em xin kết thúc cái clip tại đây, thì rất mong được sự ủng hộ cả nhà ha. Chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như thật nhiều sức khỏe nha. Chào tạm biệt cả nhà.